Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ngọc và Pho nha. Thì hôm nay Ngọc mới về các bạn, mới về hồi tối. Ngọc mở đồ trong đêm luôn, tại vì Ngọc không có thể nào mà ngủ các bạn, tại vì mình về, Ngọc về tới Việt Nam xong rồi cái giờ giấc nó còn lạ lẫm với Ngọc lắm. Thì giờ này ví dụ mà ban đêm bên ở đây thì ở bên Mỹ mới có buổi trưa rồi các bạn, cho nên Ngọc ngủ không có được, cứ nhà ngủ hết trơn rồi. Thì bây giờ Ngọc phải ngồi để Ngọc khui thùng ra, tại vì trong thùng có những cái cần thiết để mình bỏ ra ngoài, nhiều khi coi đồ có bị bể hay này kia nọ gì không á. Thì hôm nay thì Ngọc muốn để lại cái kỷ niệm, cho nên Ngọc sẽ đập hộp hai cái thùng này. Nói đúng ra cũng phải hai thùng, là ba thùng các bạn. Ngọc đã gửi về trước một thùng, thì cách đây mấy bữa trước Ngọc cũng gã ha, chắc cũng khoảng tuần mấy hai tuần rồi đó, Ngọc đã gửi một cái thùng này về rồi. Thì hôm nay Ngọc cũng sẽ mở nó luôn. Thì bây giờ Ngọc sẽ mở hai cái thùng này trước, hai cái thùng lớn này trước, để coi mình có bị xét đồ ở trong đây hay sao hay này kia không á các bạn. Rồi đồ đạc coi nó có bị bể không á, thì Ngọc phải mở ra Ngọc coi. Bây giờ này cả nhà thì cũng khuya đó, nhưng mà Ngọc cũng hồi nãy ăn tiệc rồi vui quá, cho nên giờ mấy em cũng ngủ nghỉ hết rồi. Thì giờ Ngọc sẽ khui quà luôn nha các bạn, khui trong đêm luôn nè. Bây giờ Ngọc phải khui cái thùng ra để Ngọc coi đồ có bị bể hay là bị hư cái gì không đây. Không có bị biết là có xét ở ngoài hay không, Ngọc cũng không biết nữa. Nhưng mà cái thùng Ngọc đóng á, thì Ngọc không có thấy người ta tháo. Ngọc nghĩ chắc cũng không có xét gì, nhưng mà Ngọc sợ là bể đồ á. Tại Ngọc có mua rượu cho ba của Ngọc nữa, thì Ngọc không biết là có bị bể hay không đây. Cái thùng này thì cũng đã mở sơ sơ ra rồi, em Ngọc cũng đã tháo ra. Đây Ngọc đem mấy cái thùng, mấy cái đường về cho ba Ngọc nè, với lại quần, mấy cái quần áo về cho mấy đứa nhỏ em út đồ. Mùi dầu ha, cái kết dầu á, cái thùng dầu hôm bữa Ngọc nói với lại cái chị kia á, mấy bạn nhớ Ngọc nói không, là cẩn thận chị gói, cẩn thận để nó đổ, nó bể cái nắp. Thật sự là về lại bị bể nữa các bạn, cái nắp nó vẫn bị chảy nha, chị gột rồi nhưng mà vẫn bị chảy các bạn, không hiểu tại sao luôn. Đó, quần áo không mà các bạn, này cũng có hai bọc kẹo. Ngọc mua kẹo này là sugar free đặng cho ba của Ngọc, và ba của Ngọc bị đường các bạn, cho nên không thể nào ăn kẹo mà có đường được. Đó, để Ngọc bỏ cái này, bỏ mấy cái mót ra đây đặng cho nó gọn, mấy cái này để Ngọc bỏ luôn á. Cái này ra Ngọc bỏ chiên vô để cho nó, Ngọc chỉ lo rượu với lại nước qua thôi à, tại vì cái đó Ngọc không có chiên nhiều quá cho nên Ngọc sợ các bạn. Này áo nè, mua áo về cho mẹ nè, mấy cái áo này là bận nó mát, cái vải của nó mát các bạn đó. Ngọc cũng mua đại đủ loại size các bạn. Đây này áo nam mua về để cho mấy anh với mấy bác của Ngọc á. Nhà Ngọc có mấy anh chị rồi bác đồ cũng nhiều lắm, cho nên đa số là Ngọc sẽ mua quần áo nhiều lắm. Đây cũng là áo không à. Cái này là cái gì đây? À, quần của ba Ngọc với lại mấy anh. Áo khoác nè, ở Việt Nam mà em của Ngọc á, nó đi ra nắng á cũng cần áo khoác các bạn. Với lại mấy anh mấy chị đồ cũng cần, thì Ngọc thấy gì Ngọc mua đó. Áo khoác nữa nè các bạn. Này, áo khoác nha. Cái này ba Ngọc chắc thích nè. Cái nào ba bận được bận. Cái này là cái gì đây? Ồ, cái này đồ make up. Cái này quần áo của Ngọc ha. Cái nào của Ngọc sẽ để một bên. Đó, quần áo của Ngọc. Này cái áo giống như là áo bận để Ngọc bận đó các bạn. Cũng có. Này, đây có mấy cái chai mà xịt
xịt toàn thân. Em Ngọc, em Ngọc nó cũng thích cái hiệu này á, hiệu Bath Body Works á các bạn, nó có mùi xịt thơm cho người á các bạn. Ngọc cũng mua cái đó đem về. Đây, cái này là đây thuốc của ba Ngọc nè. Hồi bữa Ngọc nói các bạn, Ngọc vô trong Costco dầu cá của ba Ngọc nè, Telanon, thuốc Telanon nè, thuốc nhức đầu nè, áo áo nhỏ nha. Đây, cái này là toàn thực xịt toàn thân nha. Em Ngọc nó thích cái đó lắm nên Ngọc mua cái đó về. Dầu, dầu nóng ha. Đó. Này, cái nón em Ngọc á nó thích. Cái này là pho mua cho bé nhỏ của Ngọc nè. Cái nón. Đẹp không? Màu trắng ha. Giờ chết đi được. Mua màu trắng. Đây là que thử đường của ba Ngọc nè. Ba Ngọc đi đường các bạn, que thử đường. Thêm một hộp nữa, hai hộp que thử đường ha. Rồi đây, nhân vật chính ra đây. Ý dạ. Đây, rượu đây. Các con có bị gì không? Sao thấy hồi hộp quá. Bỏ này trong thùng Ngọc sợ quá trời, sợ nó bể các bạn. Ôi. Ok ha, không bị gì hết. Ok, nắp bếp. Ừ, các bạn, nhân vật chính của ba Ngọc đó. Đây, ok. Cho em lên đây luôn. Cái này quan trọng hơn ha. Cái này là con rể đó. Pho mua cho ba vợ đó. Này, thêm một chai để cho ba xương xương. Coi Ngọc, Ngọc gói nha các bạn. Ngọc gói nè. Tại cái này không biết sao bên Mỹ Ngọc mua không có hộp nha các bạn. Không hiểu luôn, Ngọc không biết tại sao nó không có hộp. Nè, mua chai này để nhậu sương sương. Còn chai kia thì giống như là ấy nhậu ấy thôi, sương sương. Rồi đây cũng anh ông xã Ngọc cũng mua vài chai dầu thơm cho nhà, cho mấy đứa em, cho mẹ Ngọc xịt. Nè, cái dầu thơm này cũng thơm lắm nè. Ngọc, Ngọc mới biết cái dầu thơm này thôi. Một chai dầu thơm này hình như anh hai mua, hình như Phong mua chai này tặng cho bà già vợ các bạn. Bà già vợ cũng dễ thương, thơm lắm, mùi này hết sảy luôn. Ngọc nghe Ngọc nghiền cái mùi này lắm. Cái hiệu này là hiệu gì ta? Ngọc chưa biết hiệu này luôn á. Nhưng mà nó thơm các bạn. Chai nước hoa nhìn đẹp không? Giống như cái chai rượu vậy. Ôi ôi nhìn nhức mũi. So good. Thơm quá, chịu không nổi luôn. Đó, nước hoa nha. Chai này thơm thơm nha. Hiệu này cũng thơm lắm nè các bạn. Hiệu này cũng thơm lắm nè. Ngọc cũng thích cái hiệu này lắm nè. Mùi này cũng thơm. Dán rồi, tại vì Ngọc sợ nó rớt các bạn, nó bể. Trong bỏ vô thùng đó, nó rớt bể. Ây da, ổ áo cái nó xúc luôn rồi các bạn. It's ok. Chai trong của nó đẹp lắm nha. Màu đỏ. Wow. Thơm quá. Mùi này đã. Mùi này quá đã. Chết. Nó bị tuột. Nó bị tuột à, nó bị tuột rồi chảy. Ui da, chảy cái nắp. Thấy không? Ngọc nghi lắm mà. Ngọc nghi lắm. Nó bị chảy nước, chảy cái chai ra luôn rồi nè. Tha luôn trên người luôn. Lỡ rồi. Tha luôn các bạn. Ngọc nghi rồi, Ngọc không biết là chai nào nó sẽ bị bể mà không sao. Cái chai này đỡ hơn là chai rượu. Giờ Ngọc sợ nhất là chai rượu thôi, mà chai đó thì không đến nổi. Ok, tiếp tục. Nè, quần áo không mà các bạn. Kỳ này Ngọc đem quần áo về nhiều, hơi nhiều á. Quần áo không. Quần áo không. Quần áo Ngọc đem về hơi bị nhiều á. Trời, quá trời luôn. Be 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 be.
Không biết Việt Nam có thích be be không? DKNY, BB đó các bạn. Đa số Ngọc mua cho mấy chị á, thì là hiệu CK. Còn à, mấy anh cũng CK luôn các bạn. Đó, màu xanh này đẹp nè. CK nè các bạn. Đẹp á. Màu này ngọt nè. Quần áo không à các bạn. Mấy anh á, thì hiệu Adidas nè, DKNY nè. Đó, nói chung là Ngọc cũng mua áo, Ngọc chẳng biết mua hiệu gì hết, cứ mua đại đi. Ai về anh nào vừa cái nào thì bận cái đó. Này. Lush. Cái này màu hồng mà giờ làm của con trai mới ghê chứ. Này, Michael Kors nữa nè. Áo Michael Kors. Này áo của Ngọc ha. Này. Này áo CK. Này cho mấy người bên trong gia đình mập mập bận. Áo cái này đem áo về hơi bị nhiều đây, một đống mỹ phẩm nữa đây, trong đây có một đống mỹ phẩm nè các bạn, nhiều thứ lắm. Ai phải soạn ra coi mấy chị em nào thích cái món nào thì Ngọc sẽ cho cái đó nha các bạn. Mỹ phẩm thì tính đây, cái áo này đẹp nè, cái này pho pho lụa trong về vợ, lâu lâu trong về vợ tin chút chiếu nhìn cũng đẹp á. Để lên coi công nhà vợ thích không. Này gì đây? Quần áo nữa. À cái này quần áo màu trắng, Ngọc để riêng các bạn. Cũng cho mấy anh đồ màu trắng không à. CK không à các bạn. Ngọc mua toàn CK không à. CK only. CK bận lên cái kiểu nhìn nó đẹp các bạn. Chữ nhìn cũng đẹp nữa. Lực màu trắng nhìn đẹp quá trời. Mê. Ngọc nhìn Ngọc còn thích nữa. Nhưng mà Ngọc không bận dừa. Đẹp quá mà vẫn không dừa. Nói chung là đủ kiểu, đủ màu. Đủ đủ màu. Đủ đủ size, lớn nhỏ, thế là xong hết một thùng rồi nè các bạn. Đó, một thùng là nó đã nhiêu đây rồi đó. Các bạn thấy một trong cái thùng thôi là đã nhiêu đây rồi nè. Bây giờ đây thùng thứ hai nha. Quá trời đồ luôn. Ôi chết rồi. Bây giờ mới là mệt nè. Nãy Ngọc để cái kéo đâu rồi ta? À đây. Ây da da. Úp. Sao có một cái giống như gỡ rồi đây. Cắt ra đây. Mấy cái quần cho ba Ngọc. Thích, chắc ba thích đó. Đây. Lạp xưởng. Ở bên Việt Nam nếu mà Ngọc cầm lạp xưởng lên á các bạn á, ủa tại sao Việt Nam không có lạp xưởng hay sao mà phải mua về. Nhưng mà ngặt cái mẹ của Ngọc á lại thích ăn cái lạp xưởng này lắm các bạn. Lạp xưởng này bên Mỹ, lạp xưởng tươi các bạn. Nếu các bạn ở bển các bạn cũng biết. Này, xưởng này ngon lắm nè các bạn. À, Ngọc bao lại cho nó sạch cho nó đừng có bị hôi á. Mới mở ra nó cũng nghe mùi rồi nè, hên. Bao lại cái bao này cũng tốt lắm, dính lại. Giờ lỡ tháo ra rồi. Mua cho mami Ngọc mấy cái luôn. Này còn đây nữa đây, lạp xưởng nha. Ăn đã đời. Mẹ Ngọc á, thích ăn lạp xưởng đó các bạn. Cho nên Ngọc mua lạp xưởng đó cho mẹ. Mẹ thích lắm. Đây thêm áo nữa nè. Áo quá trời luôn. À thuốc của Ngọc nè. Để thuốc rồi. Thuốc Ngọc, Ngọc cũng bị mỡ đó các bạn. Ngọc có đem thêm hem nè các bạn. Mẹ Ngọc thích ăn hem lắm. Ngọc đem hem gì cho mẹ nè. Mẹ Ngọc thích ăn hem. Đem cho mẹ mấy hộp hem. Trời ơi. Ôi đồ gì? Đồ Mỹ sao mà nó nhiều dữ vậy không biết nữa. Có hai thùng mà. Mà quá trời không còn chỗ để luôn. Nhiều ơi là nhiều. Này, hem nữa đây. Quá trời hem. Bỏ thêm hộp bơ đậu phộng vô. Có làm sốt về, Ngọc nói làm cho mẹ ăn ăn cái gì? Ăn gỏi cuốn rồi các bạn, làm sốt bơ đậu phộng. Đây quần jean này Ngọc mua cho em gái của Ngọc nè. Quần jean để bên này đi, không có chỗ để. Đây sô cô la. Sô cô la bây giờ người lớn tuổi ai cũng bị đường hết cho nên không có mua sô la nhiều, mua có mấy gói rồi các bạn. Cái gói này nó ngon, lợi ngon đó các bạn.
cho nên Ngọc cũng hạn chế mua, không có mua nhiều lắm. Ê, còn hem nữa nè, nặng như quỷ, mấy cái đồ đó nặng lắm. Đây là mấy cái đồ cạo rau cho mấy đứa người anh người em, được coi có người nào mà bận cạo, có rau cạo ha. Này thêm quần cho em của Ngọc nữa nè, quần hơi bị nhiều ha. Này đây là sữa tắm, mua sữa tắm, sữa tắm body wash nè. Ê cha, trời ơi, chất gần tới cái rồi, gần hết rồi, hết chỗ rồi, hết chỗ để rồi. Sô cô la nè, thêm sô cô la nữa, hết chỗ để rồi các bạn ơi. Chi nịch nè, đem về cho mấy anh ai xài được thì xài, mua cái nào cũng mua. Cái này quần cho em của Ngọc nè, hình như có cho mẹ nó mà không biết để đâu rồi đó. Áo đây, ở Việt Nam mà đòi bột ngọt ở Mỹ luôn các bạn, ghê chứ. Đây Ngọc mua cho mẹ Ngọc hai gói bột ngọt. Ngọc không có muốn mẹ Ngọc ăn mà mẹ Ngọc thích nên mẹ muốn thì Ngọc phải mua thôi. Này có mua cho nhỏ em gái hai chai chống nắng Olay. Cái này tốt các bạn, xài tốt lắm, em Ngọc nó xài thích hợp, nó xài tốt lắm. Mua cho mami Ngọc đôi dài dễ thương các bạn. Trời ơi, các bạn biết bao nhiêu đây đồ là Ngọc phải đi chọn lựa, biết là bao nhiêu các bạn biết không? Thấy không, bao nhiêu đây đồ, đâu phải là đơn giản đâu, rất là nhiều luôn á. Rồi, xong rồi. À, còn đôi dép của mẹ Ngọc nữa nè. Đôi dép của mẹ Ngọc đẹp không? Mẹ Ngọc thích chiếu 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 chiếu, giống như hộp sòn vậy đó. Rồi, thế là xong. Ây da, đóng thùng tất cả những cái của Ngọc ở đây là đã hết. Tổng cộng số quà mà Ngọc đem về Việt Nam để tặng cho gia đình, nói chung là không có gì nhiều, chỉ có chút quà để tặng cho gia đình thôi. Thì Ngọc cũng muốn quay một cái video đặc hợp, mọi người hay mà mua đồ hiệu đặc hợp thì coi thử coi Việt Kiều Mỹ về Việt Nam thăm người thân thì thường là Việt Kiều sẽ mua cái gì. Thì Ngọc cũng muốn để lại cho các bạn coi là Ngọc mua những cái gì mà Ngọc bỏ trên này. Thật sự ra những cái món này á, Ngọc để lên cho các bạn xem á, các bạn thấy nó là không có gì mà quan trọng giống những người khác, nhưng mà đối với Ngọc đó là cả một cái tấm lòng của Ngọc luôn. Tại vì Ngọc phải đi lựa từng cái áo một, chứ không phải là đơn giản thấy một đống đồ vậy là ồ ra mua cái là khỏe. Không có đâu, Ngọc phải đi lựa từng cái áo, Ngọc phải nhớ ồ đứa em này bận size mấy, đứa em kia bận size mấy, mẹ Ngọc bận size mấy, rồi em hay cháu hay anh họ đồ này kia bận size mấy đó. Là các bạn thấy không, đó là cả một cái vấn đề, chứ không phải là mình đơn giản mình ra mình mua một cái là xong. Nè các bạn thấy những cái áo Ngọc mua không? Đẹp Ngọc mới mua nha, xấu là Ngọc không có mua đâu. Kiểu đẹp quá trời luôn các bạn thấy không? Những cái áo mẫu CK rất là đẹp. Đó, thấy không? Đây là áo nữ nè, đó, áo nam, áo nữ nè các bạn thấy không? Đẹp không? Đây. Đó, áo nữ luôn nè. Quá xinh luôn. Cái nào cũng đẹp hết. Đó thì chút quà muốn gửi tới tới gia đình. Thì Ngọc muốn làm một cái video để lại kỷ niệm. Thôi thì Ngọc cũng xin tạm dừng cái video ở đây. Hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye. Thank you các bạn.